Channel. Chào mừng bé đến với thế giới diệu kỳ của bút biên nói Mr. Bobino. Xin chào các bạn. Ở các video trước thì mình đã giới thiệu cho các bạn bộ bút chấm đậm Mr. Bobino này rồi. Và tập hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học cùng với bút biên nói Mr. Bobino này nhé. Giờ chúng ta cùng nhau mở nó ra nào. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau học làm cùng với Mr. Bobino nhé các bạn. Chào mừng bé đến với thế giới diệu kỳ của bút biên nói Mr. Bobino. Trên tay mày luôn chính là Mr. Bobino và trên tay mình nó chính là bộ đàn của Mr. Bobino. Chào mừng bé đến với thế giới diệu kỳ của bút biên nói Mr. Bobino. Nào bây giờ chúng ta cùng tập đàn nhé. Để chuẩn bị đánh đàn thì chúng ta sẽ nhấp vào biểu tượng Mr. Bobino ở bên góc này nha các bạn. Chào mừng bé đến với thế giới diệu kỳ của bút biên nói Mr. Bobino. Do re do re do mi do mi do fa do fa do son do son fa son fa son mi son mi son re son re son do son do. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tập bài tiếng chuông Giáng sinh Jingle Bell nha. Đây là tiếng của kèn nè các bạn. Tiếng trống. Tiếng đàn piano. Bây giờ chúng ta hãy cùng thư giãn bằng những bài nhạc thiếu nhi nha. Mình thích nhất là bài Let It Go nên chúng ta sẽ nghe bài Let It Go nha. Chúng mình cũng đã hết rồi. Tạm biệt các bạn. Chào bé, hẹn gặp lại sau nhé.